Câu chuyện chàng khờ Hán Tư, dịch truyện trên Nilai. Ở một thị trấn nọ có một ông lão quý tộc. Ông ta có hai người con trai rất thông minh. Người con trai lớn đã học thuộc lòng một quyển từ điển. Người con trai thứ hai có thể bàn luận về việc quốc gia đại sự. Vả lại còn biết thêm về nghề thiêu hoa trên áo. Và còn có thể nói là một người nho nhã, tâm hồn khéo léo. Có một ngày công chúa ra chiếu chỉ khắp thiên hạ. Công chúa muốn tìm một người thông minh nhất cả nước để làm phò mã. Chỉ cần người đó có tài là có thể tham gia dự tuyển. Hai người con trai của lão quý tộc rất tự tin với tài năng của mình và sau đó quyết định lên kinh thành tham gia dự tuyển. Lão quý tộc cho hai người con trai mỗi người một con ngựa đẹp. Trong khi họ đang chuẩn bị xuất phát, thì người con trai thứ ba tên là Hán Tư của lão quý tộc đã trở về nhà. Hán Tư hỏi, các huynh đi đâu ăn mặc đẹp vậy? Bọn huynh đi vào cung tham gia tuyển chọn nhân tài. Người trúng tuyển sẽ làm phò mã của công chúa. Lúc này hai vị huynh trưởng đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Hán Tư nghe. Nghe xong Hán Tư nói, vậy đệ cũng nên đi tham gia. Hai người anh sau khi nghe Hán Tư nói xong thì cười thật to, không nói một lời nào, lật đật phi ngựa chạy đi. Thì ra lão quý tộc có ba người con trai, nhưng người con trai thứ ba không giống hai người anh trai có trình độ học vấn cao. Vì vậy từ trước đến giờ không ai xem người con trai thứ ba là một thành viên trong gia đình. Mọi người đều gọi anh ta là chàng ngốc Hán Tư. Lúc này Hán Tư nói rất lớn, ba, con cũng muốn có một con ngựa, con cũng muốn thành thân. Nếu con trúng tuyển, con có thể làm phò mã của công chúa. Còn nếu không trúng tuyển, con cũng muốn trở thành phò mã của công chúa. Hán Tư đã nói ra suy nghĩ của mình là 80% là trúng tuyển. Lúc này người cha nói, ngươi đừng ăn nói hồ đồ nữa. Một con ngựa ta cũng không cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi đi, không biết cách nói chuyện mà còn muốn làm phò mã của công chúa. Đúng là đang nằm mơ. Chỉ có hai người anh trai của ngươi vừa có tài lại thông minh. Nếu con không có tư cách cưỡi con ngựa, vậy thì cho con dê đực trong nhà đi. Nó vốn là của con nghĩ nó có thể chở nổi con. Nghe Hán Tư nói vậy, lão quý tộc chỉ còn cách đưa con dê đực cho Hán Tư. Hán Tư cởi trên lưng con dê, hai chân kẹp chặt bụng của con dê. Con dê chạy thật nhanh, chỉ trong chốc lát, Hán Tư đã đuổi kịp hai người anh trai của mình. Này, đệ đến rồi, các huynh xem trên đường đi đệ nhặt được món gì nè. Đệ nói đi, là món gì vậy? Hán Tư lấy ra một chiếc giày cũ cho hai người anh xem. Hai người anh chịu không nổi mới nói, ngươi đúng là một thằng ngốc, ngay cả giày cũ nhặt để làm gì? Đệ muốn mang món đồ này tặng cho công chúa. Tốt lắm, ngươi cứ làm theo cách của ngươi đi. Nói xong các anh ấy cười thật to và bỏ đi rất xa. Không bao lâu Hán Tư lại đuổi kịp. Này, đệ đến rồi, nhìn xem đệ lại nhặt được món đồ gì nữa nè. Đồ ngốc ạ, đây là một con quạ chết. Không lẽ ngươi cũng muốn tặng con quạ chết cho công chúa sao? Nói xong hai người anh cười chế nhạo và khinh bỉ Hán Tư. Lúc này Hán Tư nói, dĩ nhiên là muốn tặng cho công chúa rồi. Hai người anh của Hán Tư cười thật to và tiếp tục phi ngựa về phía trước. Không bao lâu họ lại nghe tiếng của Hán Tư vọng đến từ phía sau. Lần này Hán Tư đã làm cho hai người anh của mình bực tức vô cùng, bởi vì Hán Tư đã nhặt được một đống bùn đất nhét đầy túi. Hai người anh lại không muốn tốn nhiều thời gian với người em này và cho ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Khi họ đến cửa kinh thành thì trông thấy người đến tham dự tuyển nhiều vô số kể, xếp thành một hàng dài, nhiều đến nỗi hình như không thấy được cái đuôi. Mọi người đều chờ đợi lãnh số thứ tự. Bốn bề của hoàng cung đều là người nghẹt cứng. Mọi người đều muốn xem công chúa dùng phương pháp gì để chọn ra người tài giỏi và thông minh nhất. Vả lại lần này mọi người cũng muốn biết người tiến cung là ai và ai sẽ là phò mã của công chúa. Mặc dù đến tham gia tuyển chọn lần này người rất đông, người nào nhìn cũng rất là tự tin với tài năng của mình, nhưng khi đến gần phòng của công chúa lập tức hồi hộp căng thẳng không nói nên lời. Công chúa thật kiêu ngạo, nói với từng người, thật vô dụng, cút đi. Đến lượt người anh lớn có thể thuộc lòng cả cuốn từ điển
vốn dĩ để có được thành công, nhưng có một khuyết điểm là quá hồi hộp, quên luôn nội dung cuốn từ điển, tất cả đều quên hết. Hắn ta nhìn thấy trong lò sưởi lửa rất lớn, lớn đến nỗi làm thông luôn cả ống khói đỏ rực. Thật ra mà nói, ở đây rất nóng. Lúc này công chúa nhẹ nhàng nói, vì ta đang định nướng gà để làm đồ ăn tối. Không xong rồi, người con trai lớn đứng đơ ra đó, hắn không nghĩ đến là sẽ gặp qua trường hợp này. Đột nhiên anh ta muốn nói vài câu chuyện vui, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cả một câu cũng không nói được. Công chúa kiêu ngạo nói, thật vô dụng, cút đi. Anh ta chỉ biết cúi đầu mà bước đi. Còn vị thứ hai chuyên bàn về quốc gia đại sự bước đến, kết quả là hắn cũng có biểu hiện giống như người anh trai của mình. Lúc này công chúa cũng nói y chang câu nói trên, thật vô dụng, cút đi. Cuối cùng cũng đến lượt chàng ngốc Hán Tư. Anh ta cưỡi con dê đi thẳng đến phòng của công chúa. Anh ta không vội và từ trên lưng con dê bước xuống và chậm chậm chăm sóc, an ủi con dê. Hán Tư nói, ở đây nóng quá. Công chúa trả lời, đúng vậy, vì ta đang chuẩn bị nướng gà. Hán Tư không cần suy nghĩ và nói, tốt quá rồi, ta có thể thuận tiện nướng một con quạ không? Hoan nghênh người đến đây nướng cùng ta, nhưng mà ngươi muốn dùng gì để đựng đồ nướng? Ta không có chai và cũng không có nồi để cho ngươi mượn. Công chúa hiếu kỳ nghe Hán Tư nói, đừng lo, ta có đồ đựng. Hán Tư lập tức lấy chiếc giày cũ cho con quạ chết bỏ vào bên trong chiếc giày. Công chúa lập tức phát hiện thêm một vấn đề nữa. Công chúa nói, hình như ngươi thiếu đồ niêm thì phải. Hán Tư trả lời liền, trong túi ta có rất nhiều, ngươi xem, nhiều như thế này nè. Anh ta trút hết bùn đất từ trong túi ra. Công chúa trong vẻ mặt rất vui và nói với Hán Tư, ngươi là một người thông minh mà ta đã gặp, ta chọn ngươi làm phò mã của ta. Chàng ngốc Hán Tư không những cưới được công chúa và sau này còn kế vị ngai vàng làm quốc vương.